Rồi chào bác trưởng thôn. Vâng. Mưa lên này đổ thêm bác à, thế lạnh quá rồi. Bác phải mặc cái áo mưa mà nó có cái ống tay kia thì nó đỡ lạnh cơ, chứ còn không. À vâng, mưa nặng. Đấy, đây là trưởng thôn của tổ dân phố Lũng Xuyên, Duy Tiên, Hà Nam đã đi thăm đồng và buộc lúa về. Đấy. Hiện tại là Kim Huệ đang đứng trước cánh đồng sau bão Yagi. Bão Yagi là một cơn bão siêu mạnh, siêu bão, đã tàn phá rất là nặng nề toàn miền Bắc của đất nước Việt Nam. Thì quê hương của Kim Huệ cũng đã, đây là Hà Nam, Lũng Xuyên, Duy Tiên, Hà Nam cũng đã bị ảnh hưởng của cơn bão, lúa đổ. Và hiện tại là nước dần dần là vẫn đang lên. Hậu bão, hậu sau bão thì mưa rất là to và nước lên to như thế này. Đây là cánh đồng lúa nhà Kim Huệ, tuy đã buộc rồi thế nhưng mà nước lên to rồi, không biết rằng là có trụ nổi không. Rất là buồn. Sau trận bão tàn phá rất là nặng nề, và nhất là các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đấy. Nếu như là trời mà không mưa, nước ở sông Hồng mà có rút hoặc là không tăng lên nữa thì còn được mùa một chút, được gặt thóc về nhà. Nhà bác Tám hôm nay có xong không? Bác Tám ơi, hôm nay nhà bác có xong không? Bác Tám ơi, hôm nay có xong không? Hôm nay có xong không? Không xong được à? Em thấy nhà bác là đứng nhiều đấy. Vâng, thôi cứ buộc dần ba, hôm nay không xong hôm nay thì ngày mai. Vâng. Bây giờ nước nó dần dần nó càng tăng đây này, nước ngập hết cả bờ đây này. Vâng, nó tràn ngoài kia vào, ngoài kia sông ngoài kia to lắm. Vâng. Vâng. Nó vẫn chảy vào đấy bác ạ. Thôi cứ cố gắng, bây giờ còn nước còn tét, chứ còn ở trên mạn ngược thì người ta còn ngập hết cơ. Đấy, không có lúa mà buộc như mình đâu. Vâng. Vâng, vài hôm nữa thì mình nếu mà gì là mình gặt cũng là được. Vâng. Ở trên mạn Lào Cai, Yên Bái còn sập nhà rồi, là sập một nửa quả đồi, vùi lấp một làng 37 ngôi nhà cơ mà. Chết mấy chục người bác ạ. Thôi mình như thế này thì thôi, mình cũng là qua cơn bão Yagi này thì mình như thế này thì cũng là vẫn là được rồi. Thực sự rất là buồn. Sau cơn bão này thì toàn miền Bắc thì nói chung là thiệt hại về người, về của rất là nhiều. Em buộc ngày hôm nay là ngày thứ 5 rồi đây mà người dư dẫn hết cả người rồi. Bảo thôi cứ cố đi. Vâng. Về nhà đau lưng mà, đau lưng lắm.
Vâng. Đau lưng lắm nhưng mà thôi còn nước còn tét bác ạ. Nhà em cứ bảo rằng là đê sông Hồng mà vỡ thì mất trắng đấy, chả còn đâu mà cứ đi buộc. Thì em bảo là cứ đi buộc chứ bây giờ biết làm nào. Thế chả nhẽ thì để mất trắng à. Vâng, miếng ăn vào mồm rồi mà bây giờ để mất như thế này thì gì? Không để được. Nhà em cứ bảo là nghỉ thôi, bảo là không nghỉ, cố gắng thì đi làm. Thằng bao nhiêu tỉnh phía Bắc còn mất trắng bây giờ còn không có mà buộc cái chứ, như mình như này là quá là vàng, quá là may mắn rồi. Bác thì xanh hơn nhà em cho nên là nó vẫn đứng. Chứ nhà em lại chín quá thì lại chín. Vâng. Chín quá như thế này thì đâm ra là nó cứ nặng hạt, nó cứ gục xuống thôi. Nay mai ngày kia mà nó hỉnh hỉnh nắng là có khi nhà em cũng cắt tay rồi đấy. Cắt tay rồi là phụt thôi. Em cố em buộc cho xong rồi cắt tay để phụt. Nhà bác đi con gái đi với mấy cháu rồi, thế cho nên là phải nhờ người buộc đấy. Và nhờ người buộc. Đây cũng một số người thì là đi buộc vì là lúa đổ, chứ còn nếu như là một số nhà nhiều nhà thì cũng không đổ. Bởi vì là lúa thì là mới dỗ nên là nó không nặng bông. Nhà Thu Doanh đây nó đổ ít thôi. Và nó đổ ít thôi bởi vì là lúa nó không được tốt lắm, là nó nhẹ cây. Chỗ của bác ấy nó dìu dìu thì là chiều buộc cũng được. Vâng. Vâng. Chỗ này của bác mấy xào nhỉ? Chỗ này của bác mấy xào? Hả? Mấy xào chỗ này đấy? Ba giờ sáu ơi. Nhà em thì 7 sáu rưỡi chỗ này đấy. Đấy 7 sáu rưỡi. Còn ngày hôm nay là nói chung là hòm hòm. Cố gắng đi đi. Coi như là hôm nay nó nhọc quá đi muộn, chứ còn mọi hôm thì đi còn đi sớm. Vâng. Không buộc được cái cây nào mới ăn chắc cây đấy. Vâng. Vâng, em thì buộc thì không đau, có cái là tối về thì nó cứ dừ dẫn hết cả người thôi. Xong là cứng sống lưng ra. Trước kia mình buộc khỏe, chúng em bằng tuổi các bác thì cũng vậy. Đấy, vâng. Mưa cho nên là mình phải tìm cách mặc áo mưa như nào cho nó đỡ nóng. Bác phải mặc như em ấy, cứ cái mũ mấy cả cái mũ mấy cái ống tay buộc vào. Vâng. Đấy đây là nó hở cái lưng ra như thế này là nó đỡ nóng, không hình ảnh nắng lên thì hơn người luộc. Vâng, em như này là em cứ từ giờ đến tối. Từ giờ ăn tối thì mới về. Thì em cũng bảo rằng là nếu mà im tai lặng tiếng thì được mùa. Và bông lúa to như thế này mà lại. Thế là thôi, bão Iagi là cứ buồn chứ. Buồn chán. Mà nhà em cứ bảo rằng không buộc lửa thì vỡ đê sông Hồng thì là rồi mất trắng. Em bảo thôi cứ buộc lên. Vâng. Ông ấy bảo thế. Vâng. Vâng. Bằng mọi biện pháp thì người ta phải ngăn chặn chứ lại. Làm vỡ thì có mà toàn bao nhiêu tỉnh. Đó, mẹ nó chả cả
Vâng, bao bao nhiêu, nhiêu là tỉnh ảnh hưởng? Có nghĩa là hình như là thấy bảo là nó vỡ đâu là 50 cm à? 50 mét là cái kiểu con trạch ấy. Vâng. Trong chỗ Bản Dương ấy. Và 50 mét chắc là cái chắc là gọi người ta gọi là đê bối. Ờ, cái bối đấy nó chạy. Vâng. Trong 50 mét. Chắc văn này. Vâng. Mộc Bắc rồi chắc văn. Là nó bị ảnh hưởng nước nó vỡ vào. Vâng. Nước ở sông to quá là mình cũng ảnh hưởng về mình đây. Nhưng mà em nghĩ rằng là nó có dâng lên nữa thì cái bông lúa mình buộc rồi nó vẫn trên mặt nước. Vâng. Vâng, đấy. Vậy em vâng. Đấy, bây giờ mới dỗ thì ngon. Ôi giời. Đây này, cái chỗ này thùng mà lội cũng ướt hết quần cơ bác ạ. Lội được ra ngoài kia cũng ướt hết cơ. Úi dồi ôi, thôi cũng... Đấy. Nước ngập mà sâu. Úi dồi. Nước ngập sâu quá. Giờ Kim Huệ lội ra ngoài tầm giữa ruộng kia. Giữa ruộng nó còn cao hơn ở trong này, trong thùng. Để buộc nốt. Ngày hôm nay là ngày thứ 5. Không biết có xong được cái chỗ 7 sau rưỡi này không. Ui dồi ôi. Đấy, nhìn bông lúa như thế này thì mà bỏ thì làm sao mà đành lòng được ạ. À? Cứu vớt được ít nào hay ít đấy. Các tỉnh miền Bắc còn mất trắng kia. Đây thì mình phải cố gắng thôi. Nghe trên truyền hình, trên TV quay những cảnh mà mất nhà cửa rồi người bị chết mà rất là tang thương. Lúc chưa cơn bão thì cả một cánh đồng lúa nhà Kim Huệ đứng vững rất là đẹp. Mà biết là sau trận bão này, một trận bão rất là kinh khủng, lịch sử của đất nước Việt Nam. Đấy, đây, những chỗ này là chỗ mà ngập. Ngày hôm nay là Kim Huệ sẽ buộc những chỗ này. Ui. Kim Huệ sẽ đi buộc những chỗ trũng này. Đấy. Mọi người nhìn. Đấy. Sau khi đã buộc rồi thì những bông lúa vàng ươm rất là đẹp. Ngày hôm nay là ngày thứ 5, may quá mà là nó mới mọc mậm có ít thôi. Nếu như mà đê sông Hồng mà không bị tràn nước hoặc là vỡ thì Hà Nam cũng sẽ cứu vớt được một chút lúa. Mất độ tầm 50 đến 60%. Mọi người những bông lúa đã buộc dựng lên đang chín phải được đến 70-80% rồi. Xong này nắng thì nhà Kim Huệ sẽ gặt tay thôi, bởi vì là lúa nhà Kim Huệ chín trước nặng bông.
Đây. Những bông lúa rất là đẹp. Những bông lúa ngập ở dưới nước này, ai đành lòng để được. Thôi dù có thế nào chăng nữa thì là Kim Huệ cũng vẫn phải cố gắng. Mấy giờ rồi mình? Mấy giờ rồi? Gần 1 giờ rồi à? Hôm nay may quá, nó nắng đấy. Nó nắng buộc lốt ngày hôm nay thì gọi là hòm hòm.